Thưa quý vị, quan tâm chăm lo đời sống, tinh thần, sức khỏe, hỗ trợ các thành viên vay vốn, hướng dẫn cách làm ăn là một trong những hoạt động cụ thể của mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi. Qua đó không chỉ giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, mà còn tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Sau khi được tham gia lớp tập huấn của câu lạc bộ liên thế hệ về các mô hình kinh tế để làm thêm, vợ chồng bà Phạm Thị Ngọc Lan đã chọn mô hình nấm bào cư để trồng thử nghiệm, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Theo bà Lan, nấm bào cư là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng khá cao, dễ trồng, thời gian thu hoạch nhanh. Ngoài ra, quy trình sản xuất nấm sạch, đảm bảo sức khỏe, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên được rất nhiều người dân xung quanh ủng hộ. Con người mình ra giờ trời lớn tuổi, mình không có đi làm việc nặng ở ngoài được, mình về mình trồng nấm. Trồng nấm thì nói chung là hắn chỉ có thời gian ban đêm mình nhiều chứ ban ngày là mình cũng rảnh, mình làm việc nhà, làm việc nọ, việc kia rất là nhiều. Nên vậy là cái nấm này hắn cũng có hiệu quả nên mình cứ tiếp tục, mình cứ làm đó. Người cao tuổi của phường chúng ta cũng tổ chức phối hợp với hội nông dân, tổ chức ra một lớp tập huấn, không riêng nhiều mô hình nấm bào ngư và nhiều cái mô hình khác để cho bà con nông dân, người cao tuổi phát triển cái ngành nghề, chuyển đổi ngành nghề phù hợp, đảm bảo cái cuộc sống để xóa đi cái hộ nghèo, xóa bớt cái nỗi lo chung cho toàn xã hội. Còn tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, câu lạc bộ hỗ trợ cho các hội viên khó khăn về vốn để chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ buôn bán nhỏ phát triển kinh tế, tạo quỹ tiết kiệm cho các hội viên có điều kiện đóng góp để cho các hội viên khó khăn hơn vay với lãi suất thấp. Với 115 triệu đồng trên một câu lạc bộ để làm vốn vay tăng thu nhập cho thành viên, nhiều mô hình kinh tế được bà con thực hiện. Câu lạc bộ là tổng số là 32 người, trong đó là số tiền vay thì từ 5 đến 10 triệu. Đến giờ này thì theo suy nghĩ của tôi cũng như tất cả các thành viên trong câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Duyên Sơn thì số nguồn vốn mà được vay trong câu lạc bộ tuy nó không nhiều, tuy nhiên cũng đóng góp một phần vào cái việc mà sản xuất và kinh doanh chăn nuôi của hộ gia đình, và các thành viên trong câu lạc bộ thì cũng hưởng ứng rất nhiệt tình các hoạt động của câu lạc bộ. Tăng thu nhập cho người cao tuổi là một trong những hoạt động trọng tâm của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Với cách tiếp cận liên thế hệ, dựa vào cộng đồng và tự giúp nhau, câu lạc bộ đã trực tiếp tạo cơ hội cho người nghèo, cận nghèo và người thiệt thòi, nhất là người cao tuổi, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng.